Thì hôm nay cổ lên đó thì hôm qua chúng tôi nhận được cái lá thư cô gửi được bưu điện, chúng tôi đọc chúng tôi giật mình. Cổ mới nói cuộc đời của cổ lúc trước làm lương cũng khá mấy chục triệu một tháng, nhưng mà tạo ác nghiệp quá lớn, sát trộm dâm dối phá thai, coi như là lúc đó cổ không có biết chuyện đó là chuyện xấu ác. Cổ thấy cái chuyện sát sanh ăn thịt chúng sanh là chuyện bình thường, cái chuyện mà phá thai là cái chuyện mà bệnh viện nó mở cửa nó chào đón người ta vào mà đâu có gì đâu. Rồi lương lẹo dối trá để mà mình có cái lợi cho mình, sát trộm dâm dối tạo nhiều nghiệp xấu ác. Mà cái lúc mà cái phước họ còn, họ tạo những cái nghiệp xấu ác á, nó chưa đến cái quả ác mới tới á. Gọi rằng là nghiệp chướng tạo rồi. Nghiệp là thói quen, là hành động xấu ác lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi báo chướng nó xuất hiện, rồi gia đình bắt đầu rối rắm lên, rồi bệnh hoạn nó đến, rồi bắt đầu phiền não chướng nó tới, là lúc đó bắt đầu rắc rối đó. Chứ hiện tại bây giờ mình gieo cái nhân ác trộm cắp tà dâm, tạo những nhân ác, cái phước thọ mình nó còn, nó chưa ảnh hưởng đến mình. Và thường tình không, đó là cái vận may nó còn. Vận may tức là cái phước báu nó đang che chở mình. Nhưng mà khi phước báu bắt đầu nó giảm, mà thường làm những chuyện đó thì phước báu nó giảm rất nhanh. Mà khi phước báu nó giảm rồi thì bắt đầu gì? Vận xấu đến, là nghiệp ác bắt đầu đã trổ. Thì cổ mới viết trong cái thư, cổ nói khi mà nghiệp ác trổ ra rồi, đau khổ. Và cái lúc mà đầu tiên cổ cũng nghe người ta nói là lạy vía Quan Âm ở Đại Tụng Lâm, cũng xuống dưới đó lạy. Và lúc đó chúng tôi mỗi lần làm là mấy chục ngàn đĩa, 50-60 ngàn đĩa đưa cổ tặng mang về để đó rất là lâu, không có đọc, không có coi, không có xem. Sau đó rồi bắt đầu gặp đau khổ rồi mới moi cái đĩa đó ra coi. Coi xong nói ổ sao hay quá. Trước giờ mình để cổ báu trong nhà mà bây giờ mình không có biết. Coi một ngày, hai ngày, ba ngày, coi một tuần trong đó, bắt đầu cổ tỉnh ra. Chút nữa thầy Dũng Minh đọc cái thư này, tự nhiên chúng tôi cảm động. Hôm nay mục đích cổ lên cúng dường trai tăng, một phần cổ cũng sám hối những cái tội lỗi của cổ mà ở ngoài đời họ tạo những cái nhân ác, sát trộm dâm dối, họ thấy là bình thường. Cho nên nghiệp chướng của họ, nếu mà hư không này, nghiệp chướng có hình tướng thì hư không này không có chỗ chứa. Tổ Hồng Quang nói kinh khủng như vậy. Vì vậy cho nên thành ra là cổ mới phát tâm ăn chay niệm Phật và mở quán cơm chay, đặt là Diệu Âm. Bước đầu gặp nhiều chướng duyên. Trước giờ cổ đi làm đâu có nấu chay đâu. Thì nấu chay như vậy là sức khỏe nó yếu, bệnh hoạn xỉu lên xỉu xuống, rồi lỗ một tháng 20 triệu. Nó coi như là gặp nhiều cái chuyện rắc rối chướng duyên vô cùng. Thế mà cổ phấn đấu từ từ, cổ nghe chúng tôi nói trì đại bi nữa, cổ bắt đầu có trì đại bi, gặp nhiều quý nhân giúp đỡ. Lần lần bữa nay quán cơm chay tương đối là ổn định, không có lỗ vốn nữa, tương đối là ổn. Cho nên chúng tôi thấy rằng là một số Phật tử khi mà họ nghe đĩa được thì bắt đầu họ thay đổi cái tâm của họ. Chứ còn phàm phu chúng ta mà khi gặp nạn, gặp cái báo chướng, phiền não chướng á, mà để mình niệm câu Phật hiệu không dễ gì niệm đâu, không có tin. Nhưng mà khi mà mình nghe đĩa, mình nghe những cái lời dạy của tổ, của Phật, của Bồ Tát, rồi mình nghe những cái lời dạy của quý thầy, từ từ bắt đầu cái nghiệp thức của mình bắt đầu nó thay đổi. Cho nên thành ra mình muốn học một cái pháp môn đó, mình phải giải, tức là thấu hiểu được nó, rồi bắt đầu mình mới hành được. Chứ nếu mình không có hiểu mà mình hành á, thì cái này rất là khó, ít có ai có thể làm được. Vậy cho nên thành ra cái pháp môn niệm Phật, như bà Lưu Tố Vân, bà gặp những cái chướng nạn như bị ung thư đó, bà phải nghe đĩa của Hòa Thượng Tịnh Không một ngày 8 tiếng mà bà nghe 10 năm như vậy. Kinh khủng không? Mà lúc bà gặp Hòa Thượng Tịnh Không, bà nói ra những cái chứng bệnh của bà, và bà gặp Hòa Thượng Tịnh Không, bà mang cái gì đến? Bà mang 5 cuốn tập viết A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bà viết trong đó bà cúng dường. Cho nên nếu mà quý vị tu tịnh độ mà không gặp thầy để mà giảng pháp môn tịnh độ cho quý vị nghe á, thì không thể nào chúng ta đi vào trong tông chỉ tịnh độ được.
Cho nên cái bộ văn sao chúng tôi thực sự toàn tâm để trong đó, bao nhiêu tiền bạc để trong đó, soạn ra bằng mấy MP3 để đọc, rồi soạn ra những cái cuốn nhỏ tinh hoa lục giáo dục gia đình bảo thân tiết dục cho nó gọn lại, chứ sợ quý vị đọc cái cuốn văn sao nó dày quá quý vị đọc không nổi. Bằng mọi cách, cho nên Ấn Tổ nói khi đọc một cuốn sách hay rồi, bằng mọi cách để làm sao cho nó lưu truyền, làm sao để nó lưu thông. Cái công đức pháp thí này rất thù thắng. Cho nên hôm nay chúng tôi tán thán cái quán cơm chay Diệu Âm mà quý Phật tử lên trên này phát tâm cúng dường nấu, cho nên chúng tôi mới để dành cái món quà, trong đó có một cái máy MP3, có văn sao, có bài pháp của chúng tôi hơn 300 bài, có những cái âm điệu niệm Phật trì chú đại bi. Không biết sao mấy đợt trước không về mà về ngay bữa nay, mấy người trong quán cơm chay Diệu Âm cũng đủ duyên ha. Rồi một cái cuốn kinh A Di Đà, ngồi trên xe bất cứ đi đâu cũng đọc được hết, chúng tôi soạn ra, của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch rất là hay, đi đâu mình cũng có thể đọc được, ngồi trên xe tối khi nào rảnh rỗi á, mình tụng cuộc đời của Tổ sư Ấn Quang, chỉ tụng một cuốn kinh A Di Đà, một ngày ít nhất là 50 biến đại bi, nhiều nhất là 75 biến, ngày không bỏ. Và rảnh là bắt đầu gì, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, niệm liên tục không gián đoạn. Vậy mà làm tổ, vậy mà mọi người đều quý kính ngài. Cho nên hôm nay cuốn kinh A Di Đà này ai chưa có, chúng ta ra bên ngoài chúng ta lấy cái cuốn kinh này mang về cho bạn mình. Cô hộp có phát tâm 10.000 cuốn nhỏ nhỏ như vậy, chúng tôi rất thích cái cuốn nhỏ nhỏ như vậy. Quý vị thích không ạ? Gọn. Thêm một cái cuốn nữa, đó là cái cuốn Lễ Phật Y Học. Hôm nay chúng tôi nói về 10 công đức lễ Phật. Cuốn Lễ Phật Y Học này coi tới coi lui, chúng tôi coi rất nhiều lần, mà quý vị coi thêm để biết cái cách lễ Phật cho nó đúng. Với lại thêm giáo dục gia đình tinh hoa lục, một người một phần như vậy, chúng tôi gửi cho quán cơm chay, một quán cơm chay này 100 phần, gửi lại cho gia đình rồi về dư tặng cho người ta. Khi mà họ lên, họ đem thức ăn, tiền bạc họ cúng dường, thì mình đem Phật Pháp mình trao đổi lại cho họ. Mà Phật Pháp này, cái bộ tinh hoa lục, chúng tôi nói quý vị, quý giá hơn rương vàng. Rương vàng không giúp cho người ta thành thánh thành hiền, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Thế mà bộ văn sao này họ coi vào phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, lìa khỏi cái khổ, cái cõi khổ ngũ trược này, về tới Tây Phương Cực Lạc. Cực lạc là an vui đến cùng cực. Cái bộ sách này và cái bộ sách giáo dục gia đình, nếu quý vị không coi thì gia đình quý vị bị lủng củng lộn xộn. Từ khi cái Tịnh Thất Quan Âm chúng tôi áp dụng cái cuốn giáo dục gia đình này tại gia đình của Tịnh Thất Quan Âm và khu chuyên tu, thấy rất ổn. Quý vị tin chúng tôi đi, cái này không phải chúng tôi quảng cáo rồi chúng tôi bán, không, sự thật. Quảng cáo để cho, quảng cáo năn nỉ tặng cho họ, để họ về họ áp dụng trong gia đình, họ được an định an vui. Nếu mà người ta giới thiệu cho mình bộ sách không phải là người ta âm mưu để người ta bán, thì mình gì, hoan hỷ thọ nhận và áp dụng không ạ? Áp dụng. Hôm nay chúng tôi nói quý vị vào đây là yên tâm, không có một cái suy nghĩ rằng không biết ông thầy nhà ông có gạt mình không, ông có lừa mình không, ông có dụ dỗ mình cái gì không đây, hoàn toàn không có, yên tâm, sự thật là vậy. Cho nên chúng tôi nói mỗi chủ nhật chúng tôi lên đây là nói chuyện với gia đình, gia đình thực sự là gia đình ruột thịt, để đem cái gia đình này đi về di dân về Tây Phương Cực Lạc, sống với gia đình ở bên đó. Ai chịu về đâu, giơ tay lên thôi. Được. Nhưng mà muốn về nhưng mà chưa về được là do lo ở đây rối rắm, dính mắc ở đây nhiều quá. Muốn về thì phải gì? Thu gọn chiến trường, đừng có bày ra cho nhiều. Chúng tôi hôm nay công việc trên này là tương đối cũng ổn rồi đó, với khu chuyên tu cũng xong hết rồi, giờ chỉ tập trung toàn tâm để mà lo về bên Tây Phương thôi, không lo gì nữa. Này là nói thật lòng chứ không phải miệng nói như vậy mà lòng không muốn đâu. Có nhiều người miệng nói đường mà lòng họ nghĩ ngã. Bởi vì
bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Họ sanh là quá sanh trong hoa sen, chứ họ không có đầu thai vô trong bụng người phụ nữ giống như ở trong cõi Ta Bà. Nếu mà đời sau mình đầu thai vào trong bụng người phụ nữ, lỡ mà gia đình của họ rối rắm có chuyện không ổn á, họ giết mình như không. Còn mình tái sanh, còn mình giảng sanh vô trong liên thai á, Đức Phật A Di Đà đem mình về Cực Lạc là an toàn vô cùng, không có giết mình nữa chừng, và hàm dưỡng mình cho đến khi là gì, hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, và thông tướng của mình 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp để mình tu hành thành Phật luôn, chứ không có chết nửa chừng nữa. Hồi nãy quý vị coi một cái đoạn thầy Nhung Minh đọc về cái việc mà xin đừng phá thai giết trẻ vô tội chưa ạ? Hay không à? Một người khuyên cho con cho cháu cho một người khác một đời, họ sợ khi phá thai là giết con mình, giết người thân mình, sẽ gặp báo oán. Đời này không báo oán, đời sau nó sẽ báo oán, nó đến nó đòi nợ, đòi mạng. Họ không dám làm, cái phước của người này lớn vô cùng, giúp cho họ kiên giết, giúp cho họ ăn chay. Hai cái này Ấn Tổ đề xướng. Chút xíu nữa cho quý vị nghe cái một cái đoạn mà khoa học người ta nói về cái việc mà người phá thai và uống thuốc ngừa thai có nguy hại như thế nào. Quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang nói về việc niệm Phật. Chút nữa chúng tôi sẽ nói cho quý vị về cái vấn đề mà lễ Phật. Hôm nay Ngài nói cái đoạn này, khai thị cái đoạn này mà hầu như ai cũng bị vướng mắc. Vì sao niệm Phật mà nó không có chuyên nhất, nó không có thành phiến, nó không có nhất tâm. Có nhiều người niệm càng tán loạn. Lý do gì? Lắng nghe nè. Mỗi lần chúng tôi đọc trong văn sao cái đoạn gì hay là chúng tôi phải ghi ra liền, copy để dành nó mang lên cho cái gia đình của mình ngày Chủ nhật để mình đem mình giới thiệu cho họ. Không biết họ có nhận hay không, dẫu cho họ nhận đi nữa, nếu mà căn lành họ kém thì họ bỏ, họ không có giữ. Thọ trì, thọ là nhận, trì là gìn giữ. Nếu mà họ chịu nhận và gìn giữ á, thì nó có thành tựu. Còn nếu họ nhận đó rồi, chút xíu nữa họ bỏ thì không có thành tựu. Mà người, con người phàm phu của mình thì nó có cái lạ là thích đó rồi chán đó. Trời ơi, mới cưới vợ về thôi, em là nhất trần gian, không có gì bằng em nữa hết trơn. Mẹ đồ ra rì hết, nói ngon ngọt cho 3-7-21 ngày quýnh người ta xối xả. Kể câu chuyện này cho nghe. Bữa tối thầy Nhuận Ngữ ông kêu cái số 7-4-7-4, bữa nay thầy giao con cầm. Có một cái cô đó, cô gọi điện lên cô khóc bù lu bù loa luôn. Hỏi sao khóc dữ vậy? Ông kêu ông chồng con quýnh dữ quá đi. Lúc trước con chưa nghe đĩa thầy là con muốn ly dị, con về con ở với cha mẹ con rồi, mà bây giờ con nghe thầy thôi kêu giờ mình cố gắng mình trả nghiệp đi. Cái bữa đó cái con nghe thầy giảng là cái việc trộm cắp là nó sẽ nghèo, cho nên ông xã con chở con đi ngang qua ngay chỗ cái quán đó, xong rồi cái đứng nghỉ mát, cái ổi nó thòng từ ở trong nhà ra ngoài lề đường á, cái ông hái một trái cái ông ăn. Cái con nhờ học Phật pháp thầy con biết anh, con nói với ảnh là con kêu anh mà hái mà không xin người ta là phạm vô giới trộm cắp á. Cái ổng nghe như vậy xong rồi cũng nổi khùng lên rồi. Đang trưa nắng đang bực bội mà mình hái trái ổi ăn mà vợ mình nói mình trộm cắp nữa, bực mình quá. Cái chở cổ đi được một chặp xong cái ổng sao ổng sùng gan, ổng đứng lại, ổng lấy cái nón bảo hiểm ra, ổng làm râm râm râm, ổng dọn lên đầu. Mà cái sức thanh niên mà ổng quánh, mà có là có nghe rồi bắt đầu có cái niệm Phật. Trên đường đi là có niệm Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, con râm Nam Mô Di Đà Phật, râm Nam Mô Di Đà Phật, râm Nam Mô Di Đà Phật. Có cái niệm Phật bảo quýnh là quýnh là có ổng cứ tưởng tượng là quýnh là để cho bà này đi vô nhà thương luôn á. Cái bà kêu sao hay ta, ổng quýnh quá trời mà ổng lấy cái nón bảo hiểm đó ổng quýnh mà sao không đâu. Cứ quýnh cả là A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ổng quýnh cả là Nam Mô Di Đà Phật. Ông quýnh quá trời luôn. Cái em về tới nhà sao tự nhiên ông thương thương, ông nói em hồi xa hồi trưa anh quýnh em có đau, ông kêu sao không đau. Ông kêu ồ lạ vậy,
thôi để tự nhiên sao thấy ông thương, lúc trước yêu quýnh mà ông càng ghét bởi vì chửi lại hoặc là bực bội á, đợt này ông quýnh sao ông thấy thương là bởi vì niệm Phật cho ông thấy ngoan á, ông thương. Cái ông mang vô bác sĩ ông hỏi vợ tôi nè, tôi quýnh như vậy đó có sao không? Ông bác sĩ ông kêu quýnh như thế nào, ông diễn tả ông bác sĩ sợ luôn á. Cái ông bác sĩ kêu phải mang vô chụp hình cho cái chừng bà chấn xương sọ não á, cái mang vô chụp hình sao không sao hết trơn. Trời ơi, bà kêu hay ghê nha, niệm Phật hay thiệt á nha. Hiểu hiểu cái tâm lý khi mà đau mà khởi niệm lên bực tức, mà thấy đau là giống như lửa mà nó thêm dầu nó dẫn đi không? Còn nếu mà mình bị người ta đánh mà mình không thấy đau, mình không buồn hận mà mình nghĩ một cái điều khác thì nó mất đi cái tác dụng của đau. Ê ê sơ sơ cái về hết liền. Cho nên quý vị biết rằng là cái gì? Cái người mà khi mà họ học được Phật Pháp một chút rồi đó, mà cô này là cổ không có biết đúng thời đúng lúc để cổ nói. Cô học Phật Pháp, cô thấy cái điều này, cổ nói cho ông này nghe, ông chồng nghe. Đáng lẽ ông chồng biết tu thì ông có thể kêu ừ thôi để sau anh không có hái ổi trộm người ta nữa. Mà nói cho ông chồng không biết tu thì lại là mình dạy đời, ông kêu quýnh cho bỏ ghét. Nhớ nghe, học Phật Pháp đừng có về dạy đời chồng con nha. Cho nên Ấn Tổ nói một câu hay này. Đừng có dùng lời nói dạy họ, coi chừng cái sự tranh cãi và ăn đòn giống cô này. Mà phải làm gì? Dùng thân để mình giáo hóa. Mình làm sao một con người mình thiệt tốt để họ nghĩ đến con người tốt của mình, và con người tốt mình đi vào trong con người của họ thì thay đổi được. Hiểu chỗ này không? Còn mới học được lam nham mình nói nghe họ là họ đâu có hiểu, họ quýnh cho phù mỏ như không. Hôm nay là quý vị đến đây là coi như là nó đủ duyên rồi. Thích đến đây ngồi để nghe thì đủ duyên bên nghe và đủ duyên bên nói, đúng không ạ? Cho nên chút nữa không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu mà đủ duyên bên nói như bà này, bà nói đúng về chánh lý là ăn trộm là mang quả báo, nhưng mà không đủ duyên nghe cho nên thành ra gì? Ký sưng đầu như không. Hiểu chỗ này không? Cho nên mình học Phật Pháp mình phải biết khế cơ, khế lý và khế thời. Nói thời nào, nói lúc nào, nói cái lúc mà rửa chân cho ổng ông vui vẻ rồi bắt đầu nói anh à, hồi chưa anh hái ổi người ta như vậy, về sau mình ban thậm giới ăn cắp nghe thầy nhàn nói như vậy, nói ngọt ngọt nhẹ nhẹ rửa chân, lúc đó ông đang mát mẻ, ông đâu có quýnh đâu. Đó không khế thời. Bà này đang nói lúc bữa trưa hè ổng nóng ông quýnh cho phù mỏ phù đầu là phải rồi. Nó không khế thời. Đúng không? Cho nên thành ra Ấn Tổ nói cái người mà lắm tri nhiều kiến, ý kiến ý cò nhiều, cái người này khó niệm Phật. Lắng nghe nè. Lúc trì Phật hiệu, tức là lúc niệm Phật á, tạp niệm tơi bời đánh, tạp niệm tơi bời đấy chính là hiện tượng lắm tri nhiều kiến, tâm không có chánh niệm. Muốn cho hiện tượng ấy chẳng xuất hiện thì chỉ chuyên tâm đau đấu nghĩ mình, nghĩ chính mình sắp chết, chỉ sợ đọa ngay vào ác đạo. Dốc chí niệm Phật chẳng khởi lên những ý niệm gì khác, lâu ngày sẽ được trong lặng. Cái này là trích trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Cái chỗ này phải hiểu cho sâu cái lời của Tổ nói, nó mới thấm thía. Người niệm Phật trì danh hiệu tạp niệm tơi bời, càng niệm càng tạp niệm, là do hiện tượng lắm tri nhiều kiến. Tri kiến là gì? Là sự hiểu biết. Người này cái gì họ cũng biết hết, mà biết cái chuyện của mình rồi đem biết cái chuyện của người khác nữa. Cái chuyện gì mình cũng xía vô được hết, cái chuyện gì mình cũng biết, là mình nghĩ mình là giỏi. Có cái câu chuyện này lắng nghe là biết là cái người lắm tri nhiều kiến là bên thiền tông cũng không chấp nhận. Có một vị thiền sinh đó đến gặp vị thiền sư đó hỏi đại ý của Phật Pháp là gì. Cái vị thiền sư đó lấy nước trà, đang ngồi uống nước trà với nhau á. Khách đến là mời nước trà thì ông lấy cái bình ông chế vô trong cái ly, tràn cả ly nước ra luôn. Cái vị thiền sinh mới nói: ô thưa ngài, ly nước đã tràn rồi sao mà ngài còn chế vô nữa.
Thì vị thiền sư nói sao? Cũng vậy, cái đầu của ông bây giờ nó chứa nhiều chi kiến tạp niệm quá rồi. Ta nói đại ý Phật Pháp cho ông nghe, nó giống như cái ly nước này nó tràn, ông nghe tai này cũng lọt ra tai kia. Bây giờ ông bỏ hết cái tri kiến, cái hiểu biết về Phật Pháp á, rồi ta sẽ nói cho ông nghe. Tức là cái người này cái vọng tưởng quá nhiều, cái suy nghĩ giàu cho suy nghĩ về Phật Pháp. Như thế nào là suy nghĩ về Phật Pháp là tri kiến? Thí dụ quý vị học về kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Địa Tạng, kinh nào mình cũng học mình thấy mình thiệt giỏi. Thì tổ sư Ấn Quang có nói là người này lắm tri nhiều kiến, bởi vì học nhiều quá mà không thực hành, giống như cái tủ đựng sách vậy đó. Mà dẫu cho suy nghĩ đi, suy nghĩ gọi là văn huệ, là mình nghe mình học thiệt nhiều, tư huệ là mình suy nghĩ về Phật Pháp. Nhưng mà văn huệ, tư huệ đó cũng là tri kiến luôn, không phải là trí tuệ. Đó là trí thức thôi, không phải trí tuệ đâu. Và như vậy cái trí thức này nó phá công phu mình, nó suy nghĩ, nó kêu ô, trong kinh nói là cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, đó là tự tánh, đó là di tâm tịnh độ thôi. Có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi không? Không có đâu, chỉ là tự tánh Di Đà thôi. Đó là tri kiến ạ. Đó là sự hiểu biết của phàm phu, nó lý luận đủ thứ hết trơn. Cho cái người mà tri kiến nhiều, học nhiều, giống như cái nhà rộng á, để mà họ quét cho gọn rác vô cho sạch sẽ cái nhà, cả một thời gian kỳ công lâu lắm. Mà nếu mà họ quét được, họ dọn được á, thì nhiều người được hưởng mát mẻ trong căn nhà. Thì Ấn Tổ nói là cái người mà lắm tri nhiều kiến mà họ buông xuống được, họ niệm Phật, mà khi họ niệm Phật họ thấu hiểu được sự lý rồi, họ giúp cho rất được nhiều người. Còn cái người mà người ta tri kiến ít á, giống như cái nhà nhỏ, họ gom lại rất là nhanh, rất là dễ, kêu họ buông xuống cái họ buông được liền, họ niệm câu Phật hiệu. Hiểu chỗ này không ạ? Thì cái người đó người ta thành tựu được rồi, người ta giúp cho người khác trong giới hạn. Bởi vì cái tri kiến họ ít và cái hiểu biết họ ít, nhưng mà nói trong giới hạn vậy thôi, cho họ mà thành tựu rồi, họ giúp một người là một người được vãng sanh. Chỉ còn hai người vãng sanh thôi, mình giúp cho họ một đời này nè, hai người vãng sanh thôi, thì cái lúc lâm chung mình ra đi, và Thường Tịnh Không nói là lúc lâm chung mình ra đi, lỡ chánh niệm của mình nó bị mất chánh niệm, họ cũng gì xuống sẽ giúp cho mình giữ chánh niệm để vãng sanh. Người đó không quên ơn mình. Còn ở trong thế gian này họ quên ơn bội nghĩa nhanh lắm. Hòa Thượng Tịnh Không nói à, đúng rồi. Trời, có cái anh chàng đó, bây giờ mất thôi anh buồn, anh khóc gì mà xem em rành bò anh đi, anh khóc gì mà khóc quá chừng chưa được 49 ngày cưới vợ khác. Nước mắt gì vậy ta? Nước mắt cá sấu. Đạo đức gì vậy ta? Đạo đức giả chứ không phải đạo đức thiệt phải không? Con người ở cõi này họ mang cái tâm không có chân thật. Quý vị coi cái câu ở bên này, buổi sáng sớm chúng tôi thức dậy, cái câu cái bảng này nè, cái bảng chúng tôi dựng lên đây nè. Sáng sớm chúng tôi thức dậy thấy cái hình của Hòa Thượng, người ghi chữ gì? Bằng chữ Nho. Hồi xưa chúng tôi cũng có học chữ Nho, tự nhiên nhớ mấy cái chữ này: trí kính cảm thông. Cái hình của Ngài chụp, chúng tôi mới kêu cái cô ở dưới Sài Gòn á, vẽ cái hình của Hòa Thượng để bên trong cái phòng tổ này nè, có thêm mấy cái chữ là trí kính cảm thông. Thì chúng tôi mới lấy hai câu, làm thêm một câu nữa là chí thành cảm ứng, là câu này. Bên này là chí kính cảm thông, câu của Hòa Thượng. Cái câu mà chí thành cảm ứng đó là cổ Ấm Tổ. Cái người mà họ có cái lòng thành thật đến cùng cực á, thì họ có sự cảm ứng. Mà cái người mà có cái lòng chí kính, lòng kính đến cùng cực á, họ có sự cảm thông. Họ có sự cảm thông cho nên họ gặp nạn á, họ nghĩ đến Phật Bồ Tát, là Phật Bồ Tát thông thương với họ và gia trì cho họ rất nhanh. Cảm thông mà. Còn nếu mà họ chân thật, thành thật đến cùng cực, họ gặp nạn thì Phật Bồ Tát gia hộ cho họ, có sự cảm ứng rất nhanh. Còn nếu không có chí thành, không có chí kính, rồi lúc đụng chuyện lên Phật, vái Quan Âm Bồ Tát, Ngài xuất hiện gia hộ cho con đang gặp nạn rồi nè, lẹ lẹ đi Quan Âm, không thấy Ngài đâu hết. Lý do gì? Chưa chí thành, chưa thành thật, chưa chí kính, đúng không ạ? Nằm ở chỗ này. Niệm Phật nếu mà thực sự chí thành chí kính, bỏ hết đi tất cả những cái hiểu biết tri kiến của mình, bỏ ra ngoài hết,
chân thật niệm câu Phật hiệu thì câu Phật hiệu gì? Ngầm có sự cảm thông, ngầm có cái sự cảm ứng. Cho nên cái tri kiến, tức là cái tri thức hiểu biết đó, có nhiều người mà gọi rằng là giỏi quá, cái gì cũng biết hết trơn, thì người này rất là khổ. Vì cái biết đó là cái vọng tưởng, cái biết đó là cái tri thức chứ không phải là trí tuệ. Cho nên ở trong nhà thiền có một vị thiền sư biết tên gì không? Đại Ngu. Mình người ta kêu mình ngu chắc mình nổi khùng lên, mình tức dữ lắm hả? Mà ngài xưng ngài là gì? Đại Ngu. Đại Ngu tức là cái hiểu biết về thế gian hơn thua đấu đá đó, nó chết sạch hết rồi à. Chỉ còn lại một cái tâm lỏng lặng, thanh tịnh, an nhiên. Nói về cái chuyện thế gian ngài không có rành biết, mà nói về cái chuyện Phật Pháp là ngài thông hiểu hết. Ngài ngu, ngu đây là ngu ngoài thế gian, chứ không phải là người thiền sư, người tu mà ngu không biết gì si mê nha. Không phải. Hôm nay ai muốn làm đại ngu không? Người ta nói mình là ngu, kêu dạ. Nói mình đồ chó, mình cũng kêu dạ. Đời trước cũng có nhiều đời cũng làm chó chứ đâu không có đâu. Hay dữ lắm nghe. Trong này mới nói là dẹp bỏ hết bớt cái tri kiến đi, tri thức, dẹp bỏ. Cái câu chuyện này chúng tôi kể rồi, hôm nay chúng tôi kể lại cho quý vị nghe. Cái câu chuyện này là nên bỏ cái tri kiến, nhưng mà nó rất khó. Nếu mà người đó mà không có thực sự chí thành chí kính niệm Phật, mình bỏ cái tri kiến, mình không chấp vào cái tri kiến của mình nữa mà nó chấp vào cái không. Cái chỗ này hơi khó lắng nghe nha. Quý thầy mà lắng lòng mà nghe chỗ này được là nó thú vị. Quý Phật tử lắng nghe chỗ này được là thú vị. Lúc đầu tiên mình bị cái phiền não tri kiến á, nó hành hạ, nó làm cho mình khổ quá, mình không suy nghĩ đến nó nữa, rồi mình bỏ nó, thì dầu cho mình bỏ nó đi nữa, nó cũng vào trong cái ngoan không, tức là không ngơ. Đúng thiệt, người mà họ theo cái tri kiến, tri thức, suy nghĩ, nó cứ cuộn cuộn cuộn, nó cuốn ở trong đó, nó cuốn đến cái lúc gì không tự chủ được nữa, nói xàm xàm cái bắt đầu điên. Hôm qua chú hôm kia với chú Quận Tịnh trở ra gặp một cái chú, mẹ ông thấy ông chuẩn bị điên rồi chứ chuẩn bị gì nữa, mang vô đây ông đỡ, bữa nay thấy ông bị điên lại rồi. Ông đi ông cứ nói xàm xàm một mình à. Ông gặp Giác Nhàn xong, cái Giác Nhàn mở cửa xuống hỏi chú bên đây khỏe không, chú hỏi thử coi ông khỏe không. Ông lại ông kêu thầy có người muốn giết con rồi, muốn hại con rồi, con sợ quá, thầy cho con mượn 500.000 đi để mà con đi chuộc tội đi. Đúng là điên đúng không, điên quá à. Nói cái chuyện đó không có vô đâu hết trơn. Do cái tri thức của mình, từ cái làm chủ được rồi đến làm chủ không được, hiểu cho đó. Làm chủ không được rồi, ban ngày làm chủ không được, ban đêm làm chủ không được, muốn ngủ nó không ngủ, rối loạn tiền đình rồi, tinh thần bất an rồi, ăn ngủ không được rồi. Chính cái tri kiến, tri thức nó cuộn ở trong đó, nó thành khối. Cuối cùng sao? Không làm chủ được và không biết mình nữa là gì, thôi cởi quần áo đi ngoài đường thôi, gì đâu nữa. Người này gọi là không tự chủ được, quá nặng, đi vô bệnh viện Biên Hòa đúng không? Vô đó. Nếu không có câu Phật hiệu để giữ tâm, nếu không có danh hiệu Quan Âm Bồ Tát để mà kiềm chế giữ lại, và nếu không có trì thần chú Đại Bi thì con người nó điên loạn vô cùng. Một mình đối trị với cái phiền não, thanh lọc cái phiền não đã là cực vô cùng rồi. Con cái, chồng con, sự nghiệp, cuộc sống, nó bao vây, nó tới, nó rỉ một chút, nó làm mình chịu không nổi. Cho nên Tổ Ấn Quang nói cái chùa tôi là không cho đông, 20 người là 20 người. Vô đông quá, họ đem cái nghiệp của họ vô xả trong này, rồi tôi phải lo, tôi điên theo họ luôn. Ghê không? Tổ rồi mà vậy. Cho cái người mà lắm tri nhiều kiến, tri thức, mà thấy cái gì mình cũng thấy mình là giỏi hết trơn á, là người này niệm Phật rất là khó. Cho nên cái người niệm Phật á, là người ta làm người ngu phu ngu phụ, chân thật chất phát thật thà. Cái chuyện gì bên ngoài họ cũng bỏ ra ngoài tâm, không có cái chuyện gì họ bỏ vô trong tâm hết trơn á. Cái người mà họ thương thiệt là thương, họ cũng gì? Biết như vậy thôi, không có bỏ vô trong tâm. Cái người mà ghét thiệt là ghét, họ cũng thương, biết vậy thôi, không bỏ vô trong tâm. Mà họ bỏ ai trong tâm? Họ bỏ A Di Đà Phật trong tâm. Làm được không?
Họ bỏ Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm, A Di Đà Phật trong tâm, mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong tâm là không có quấy rầy, không có làm phiền mình, đúng không? Còn mấy người khác người ta làm phiền mình chết à. Thương quá hay sao? Thương quá thì quyến liến. Mà quyến liến gọi là thương yêu xa lìa khổ, chắc chắn trước sau gì cũng phải xa lìa. Họ thọ mạng họ hết cũng phải xa lìa, thọ mạng mình hết rồi cũng phải xa lìa, mà thọ mạng chưa hết nó cũng gì? Ly dị luôn à. Cho nên hôm nay biết rồi, để Di Đà Quan Âm trong tâm thôi, mấy người khác cho ra rìa hết, tròn bổn phận nghe, tròn bổn phận với họ mà không để trong tâm. Có cái ông đó ông tới ông kêu: Bạch Hòa Thượng, sao mà con niệm Phật con thương cái đứa cháu gái của con quá, lúc nào nó cũng có trước mặt con hết, khi nào con cũng nhớ nó hết trơn, đầm mơ con cũng thấy nó nữa, bây giờ làm sao? Cái Hòa Thượng Tịnh Không nói: nếu ông không thay đổi đứa cháu gái thành A Di Đà Phật, chừng về sau nó lớn lên nó có chồng, ông chui vô bụng nó chết, nguy hiểm vậy. Chứ gì nữa, mình thương nó, mình nhớ nó, mình phải vô với nó chứ. Nếu mình nhớ Đức Phật Di Đà, mình kính Đức Phật Di Đà, mình thương Đức Phật Di Đà, mình niệm Đức Phật Di Đà, thì mình về ở chung với Đức Phật Di Đà, đúng không ạ? Tâm tưởng sự thành thôi. Còn mình nhớ đứa cháu gái, chừng nó lớn lên nó có chồng, mình chết rồi mình quay quay mình chui vô bụng nó thôi chứ gì đâu, đúng không? Bổn phận mình phải lo cho nó, nhưng mà đừng có gì nhập cuộc. Quan trọng ở chỗ là nhập cuộc, tức là mình với nó là một, lúc nào cũng có trong tâm. Thất bại. Muốn niệm câu Phật hiệu liên tục trong lòng, người này phải dẹp bỏ hết tri kiến hiểu biết, là một người ngu và coi như mình đã chết. Trong này Ngài nói nghĩ mình sắp chết rồi, mà nghĩ mình sắp chết rồi, người mà nằm trên giường bệnh mà nghĩ mình sắp chết rồi, tới bàn cái chuyện gì cái thôi, tôi không biết đâu, tôi chuẩn bị chết rồi, mệt quá, bà đi chỗ khác đi, lo chuyện gì đó, lo tôi không chết rồi, đúng không? Mà nói như vậy không phải là mình con người á, đi vô con đường cùng, cùng đường mạt lộ, mình không biết cái gì nữa hết trơn. Cái người mà sắp chết á, người ta chỉ biết cái bổn phận, người ta lo cái gì trong khả năng của họ, trong khả năng họ làm được cái gì là họ làm, còn cái gì ngoài khả năng họ là họ bỏ qua ngoài liền, không có lo, bởi vì ngoài khả năng rồi. Cho nên Ấn Tổ nói con người bệnh là có hai lý do nè, lắng nghe nè. Thứ nhất, vượt quá phận, cái khả năng của mình không làm được mà mình cứ lo để mình ôm đờm để mình làm. Thay vì mình có tiền mở được cái quán cơm chay Diệu Âm, mình cuối cùng đi mượn mỏ, mình làm cái quán tập hóa cho lớn lên, mượn nợ cuối cùng gì, sập tiệm, làm quá cỡ mà. Quá khả năng, vượt phận. Thứ hai là tâm thiên lệch, thì người này sẽ mắc bệnh. Bữa có đọc cái lời này của Ấn Tổ mà. Cho nên đến nay biết rồi, chùa đông gì thì đông nữa mà cứ gì, sáng Quán Thế Âm Bồ Tát, buổi sáng là Ấn Tổ nói là niệm trong lòng năm chữ thôi: Quán Thế Âm Bồ Tát, 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 từng chữ chậm 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 ở trong lòng, từ từ cái danh hiệu nó đi vào trong ai là gia thức, nó đi sâu vào ở trong đó. Ấn Tổ ví dụ nè, lắng nghe nè. Vì sao cái lúc mình lớn lên, mình quen một người bạn trai, mình quen một người bạn gái, để lập gia đình giàu cho mình, bận biểu tối ngày, tay chân không lúc nào rảnh, nằm mơ cũng nhớ người bạn gái, cũng nhớ người bạn trai, không quên. Có cái kiểu này, có cái kiểu này không ta? Có cái kiểu này không? Nhờ nó nhớ như vậy mới thành vợ thành chồng chứ. Hiểu hiểu không? Thầy thì không biết cái vụ này rồi đó, bị gì rồi nhỏ. Quý vị có kinh nghiệm chuyện này, cho nên Tổ Ngài nói quý vị coi lại đi, có những người từ bé họ lớn lên muốn lập gia đình, nó nhớ người bạn trai, rồi người bạn trai muốn lập gia đình nhớ người bạn gái, tay chân họ bận biểu tối ngày, không lúc nào rảnh đi làm, mà cái đầu họ không thể nào quên người đó được, lâu ngày chạy tháng nó mới gì ở chung với nhau thành vợ thành chồng. Mà lúc nó nhớ là nó nhớ toàn những kỷ niệm đẹp, nó nhớ những người đó là tốt không thôi, cho nên thành ra gì? Thành vợ thành chồng. Mà khi về lại nhà ở chung với nhau, cái bắt đầu là những chuyện xấu xuất hiện, họ chỉ toàn suốt ngày chỉ nhớ cái chuyện xấu với nhau thôi, rồi ly dị, đúng không? Cái nhiều đó thôi chứ không có gì hơn. Rồi cái người mà hiếu thảo á, dầu cho họ bận biểu tối ngày, nhưng mà lúc nào họ cũng nhớ cha mẹ, dầu cha mẹ chết họ cũng nhớ luôn, không quên, tuy rằng bận biểu tối ngày. Quý vị có hiểu hiểu cái tâm trạng mà bận biểu tối ngày mà vẫn nhớ người đó không?
Vậy làm sao chúng sanh bận biểu tối ngày sao lại niệm Phật không được? Bởi vì không có thực sự là nhớ Phật, không có thực sự là muốn niệm Phật, cho nên nói tôi bận quá tôi không niệm Phật được, đúng không? Thì cái lý chỗ này nó hay lắm á ngàn, lắng nghe coi thử coi. Hằng ngày bận cái gì, bận làm cái gì, làm Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Tâm mình nó trong lặng, nó định xuống, nhờ cái sức gia trì của Ngài, bệnh hoạn tiêu tan, nghiệp chướng báo chướng, phiền não chướng tiêu tan. Chỉ một danh hiệu Bồ Tát, một danh hiệu Phật, quá đơn giản như vậy mà tiêu nghiệp chướng, không bị đọa lạc xuống địa ngục, không làm loài ngạ quỷ, không làm loài súc sanh. Thử hỏi cái gì ở trong thế gian này mà có thể đổi được ta? Cái gì trong thế gian này đổi được ta? Không có cái gì trong thế gian này mà đổi được. Người nói đây là viên ngọc quý, nhưng mà viên ngọc quý này rớt trong hầm xí á, chúng sanh coi nó giống như là phân tiểu, không quan tâm. Nhưng mà người trí thức người ta biết viên ngọc quý, người ta lấy ra cái người ta lau xong người ta treo lên trên cái nó soi trời chiếu đất, dùng cả đời không hết viên ngọc quý. Cũng vậy, câu Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà chúng sanh không biết cái pháp này, để cho nó chuyển ác làm lành, phá mê khai ngộ và vô lượng công đức trong đó. Cho nên thành ra không sử dụng viên ngọc quý này, suốt ngày cái suy nghĩ đủ thứ trong đó hết trơn, suy nghĩ đủ trò đủ chuyện hết trơn ở trong đó à. Và thấy cái câu A Di Đà Phật này giống như cái suy nghĩ mình và nó rất là bình thường, thì Ấn Tổ nói là gì? Xem câu A Di Đà Phật giống như là gì? Là những tư tưởng bình thường, cũng như là chúng sanh xem viên ngọc quý đó giống như phân tiểu. Trời, Ngài nói đủ kiểu, Ngài ví dụ, Ngài nói đủ kiểu để mục đích mình niệm câu Phật hiệu mà. Hiểu 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 câu A Di Đà Phật là viên ngọc quý không? Hiểu thì bây giờ làm sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc trước là trời ơi, nhìn dữ dằn giống như là sư tử Hạ Đông, bên đây niệm Quan Âm lên thấy hiền giống như mẹ Quan Âm, tâm thay đổi rồi mà. Nếu phàm phu chúng ta mà chưa vào sơ quả đó, mà không niệm được câu Phật hiệu, không sợ nhân quả ác để tránh, mà không thích làm nhân quả lành, thì thôi người này kinh khủng lắm. Không ai mà không lúng vô cái việc mà gọi là tạo nghiệp ác. Họ chỉ rớt vô trong sơ quả thì yên tâm, mà chưa vào sơ quả tư đồ hoàng thì thôi. Ở trong này nó có sẵn sát trộm dâm dối, bên ngoài nó đụng một cái là gì? Giống như lửa có sẵn rồi mà bỏ rơm nó phật cháy liền, không ai thoát khỏi nó đâu. Ngài nói như vậy mình thấy mình giật mình. Hàng phàm phu mà không nghe Phật pháp, không sợ nhân quả ác để đọa lạc, không thích nhân quả lành và không muốn niệm Phật vãng sanh thì thôi, khổ vô cùng. May thay sao hôm nay quý vị chủ nhật chịu khó về ngồi trong này lắng lòng để mà nghe, ngoan nghe chứ không có cãi. Ở nhà chắc cãi dữ lắm không? Ông chồng nói câu là gì? Bóp chát, làm lại câu liền. Hôm nay biết rồi, ông nói câu gì cũng biến thành A Di Đà Phật hết, được không? Được, được. Ông đào mồ đào mã, ông chửi mình cũng gì? Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát. Hay thiệt á. Bên đây tất cả lời nói của ổng là trở thành danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hết, là biến tất cả gì? Vọng tưởng phiền não, biến oan gia trở thành gì? Thân nhân, là con đỏ hết. Nói cái chuyện mà lắm tri nhiều kiến là khó tu, giờ kể câu chuyện này nghe một tí nha. Thì trước cũng có kể rồi mà câu chuyện này cũng hay hay, nó vui vui, ngộ ngộ. Có ông thầy đó, ông đi ngang qua buổi sáng, ông gặp cái bà già đó. Ông nói bà bán điểm tâm vậy, bà có cái món gì bà cho tôi điểm tâm đi bà. Cái bà già này là ngộ về thiền rồi, bà hỏi chẳng hay thầy muốn điểm tâm nào. Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, thầy điểm tâm nào? Ông này ông nghe ông ngơ luôn, không biết ngỏ rờ hết trơn. Đang nói là lấy món ăn mà bà làm vô cái chuyện là trong tâm của thầy muốn điểm vô tâm nào. Ông nghe ông biết bà này chứng đắc thiền rồi, kêu thôi vậy bà cho tôi cất cái cốc tạm ở trong này được không? Kêu được, nếu mà sư không chê thì sư vô cái cốc có sẵn ở đi. Cái hàng ngày phải cho cái cô đó mang cơm qua cho ông sư này ăn.
mang thời gian cũng khá lâu, mấy năm trời. Cái bà già bà nói cái đứa cô gái này đó, con qua con gặp ông sư, con ôm ông thử coi ông nói sao. Thì cái cô này bà qua bà cũng ôm thiệt thôi. Vừa ôm vô cái ông sư ông nói khô mập hàm nham, tam niên vô lãnh noãn. Cái nghĩa là tôi tu 3 năm nay giống như cây khô rồi. Bây giờ cô ôm tôi cũng không nhúc nhích, tôi không có phạm giới, tôi không có gì nữa hết trơn á. Tôi như cây khô à. Gọi là khô mập tức là cây khô đứng bên vách núi như 3 năm rồi. Cái cô này có về cô nói lại với bà già, bà nói bà kêu con ôm ông sư, ông sư ông nói ông giống như cây khô đứng bên vách núi 3 năm. Bà già bà kêu con qua con nói với ông sư á, bữa nay già này không rảnh nấu cơm đâu, thôi đi đi, tôi không có nấu cơm cho ăn nữa đâu, uổng công tôi 3 năm rồi mà vô ngoan không như vậy á. Bà nói vậy thôi, cái cô con gái qua kêu bà của con bây giờ không rảnh nấu cơm cho sư ăn nữa đâu, thôi sư đi đi. Ông sư cái trời, mình tu 3 năm như vậy rồi mà coi như là không có động tâm trước người nữ sắc như vậy mà bà già bà đuổi mình đi ta. Ông phải đi thôi, giờ sao ông đi, thời gian ông cứ suy nghĩ hoài. Thì lúc mà ông suy nghĩ lúc trước là nó tri kiến hiểu biết đủ thứ hết trơn, đến bây giờ là mình trở về cái không tri kiến gì hết, tức là cái không hiểu biết, tức là nó trở về cái mà thanh tịnh mà ông kêu là không dính mắc á, thì nó cũng chấp vào không luôn. Ông kêu ổ, lúc trước mình phiền não, nghiệp chướng tùm lum hết trơn, tri thức mình bây giờ mình bỏ rồi, mình trở về cái không mà cuối cùng bà già bà cũng chưa chịu ta. Cuối cùng ông ngộ ra, ông mới thấy rằng cái lúc trước là tri thức hiểu biết là vọng tưởng phiền não, rồi cái mà bây giờ đây mình tu được vẫn là cái ngoan không. Cái không này không phải là cái chỗ mà gọi là nhà thiền nói là cái tự tánh của mình, nó trở về được cái tự tánh của mình. Ông ngộ ra, ông đi cũng thời gian, ông ngộ ra cái ông về lại. Ông về lại ông xin cơm, bà già kêu xin cơm mình xin cơm đâu sao đâu. Về cái thời gian mấy bữa sau cái bà già mới kêu qua ôm tiếp đi con. Cái con này cô qua cô vừa ôm cái ông thầy ông nói tôi biết bà biết, tôi biết cô biết, đừng cho mụ già nó biết. Lúc này gì, lúc này cô gái này về mới nói lại bà, bữa nay ông sư ông không có nói là khô mọc hàng nham nữa, mà ông nói ông biết con biết đừng cho bà biết. Cái rồi bà già bà nghe cái câu đó là bà biết rồi, bà kêu được cho ở lại nuôi tiếp ông này được rồi đó. cái câu chuyện nhà thiền thấy ngọt. Tức là lúc trước ông chấp có là chấp vào vọng tưởng phiền não, lúc đợt thứ nhất mà có đứa cô gái ôm đó là ông chấp vào không, mà bây giờ là ông sống với tánh biết, tôi biết bà biết, nhưng tôi không làm gì cô hết trơn nha, tôi không làm gì hết trơn á, tôi sống tôi biết cô biết thôi, mụ già đâu không có biết gì đâu. Cái nghĩa là cái biết này hằng hữu, ông sống với tánh biết. Tánh biết đó là thể tánh thanh tịnh của mình. Bà già bà kêu rồi ông này ngộ tánh biết rồi, tiếp tục nuôi ông được. Quý vị thấy để mình trở về với tánh biết khó không? Khó. Ông sư này cũng sân băng sát bát chứ không phải đơn giản. Thì Tổ Ấn Quang nói cái biết mà ông thầy này ông ngộ ra được, đó là cái biết của chân tâm, đó là tánh biết của mình. Mình bỏ quên nó vô lượng đời kiếp đến bây giờ rồi. Bây giờ mình trở lại với tánh biết, mà sống với tánh biết đó không phải dễ, sống với tánh nghe không phải là dễ. Mà giàu cho sống là triệt ngộ rồi đó ngang, sống hoàn toàn với nó rồi đó. Nhưng mà kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc chưa đoạn á, thì khi nhập thai vô vẫn mê sanh tử luân hồi. Bây giờ mình lấy cái biết đó, giàu là cái vọng tưởng, giàu cái biết ngoan không, cái biết gì đi nữa, mà mình chân thật niệm câu Phật hiệu để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, để ngộ vô sanh á, thì cái này là cái chuyện là mình trở về với cái tánh biết mà Đức Phật A Di Đà kiểm chứng cho mình ở bên Tây Phương Cực Lạc á, thì cái này là an toàn, không còn phải sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương Cực Lạc là không còn sanh tử luân hồi. Cho nên Ấn Tổ nói thời đại nay là cái thời ngày 100 năm về trước đó, là nhiều người học thiền muốn trở về với tánh biết, rồi nói là mình tự lực phỉ báng gì Phật lực, không tin pháp môn tịnh độ, cho pháp môn tịnh độ là kẻ gì nương tha lực hèn kém. Như vậy Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Huyền, các vị thiền sư Mã Minh, Triệt Ngộ đều là gì? Đều là những người gọi rằng là hèn kém, họ không hiểu về tịnh độ. Vì vậy cho pháp môn tịnh độ này thực sự là khó tin. Quý vị tụng kinh A Di Đà nghe không? Nan tính chi pháp. Nan là khó, tính là tin. Pháp này rất khó tin. Kêu họ niệm một câu Phật hiệu để mà liễu sanh thoát tử trong một đời này, làm sao mà họ tin nổi?
Vậy mà sao bữa nay ngồi trong này tin ta? Mấy người ngồi trong này chịu tin. Nếu mà không chịu tin ngồi nghe nó trái tai lắm, nó chói tai lắm. Ông nói cái gì mà cách đây 10 muôn ức cõi có thế giới cực lạc rồi niệm Phật liễu sanh thoát tử rồi, nói cái chuyện không tin nổi. Cho nên các hàng mà gọi rằng là lắm tri nhiều kiến là họ chỉ gì? Họ hiểu toàn bộ là gì? Học di thức nè, học Hoa Nghiêm nè, học Lăng Nghiêm, học Niết Bàn, học những bộ kinh cao, mà kêu họ ngồi niệm câu Phật hiệu họ niệm không nổi. Họ không chịu đâu. Cho nên lúc trước chúng tôi cũng có học trường cơ bản Phật học, rồi học một số kinh sách, thấy mấy bà già niệm Phật rồi chúng tôi nó không biết mấy bà này biết khi nào mà thành Phật, bà phải học hiểu giáo lý rồi chứ. Nhưng mà mãi đến bây giờ thì sao? Mấy bà già mà bên niệm Phật bà thành Phật trước mình á, bà chỉ biết niệm Phật không à. Cho nên cái chữ chết này hay lắm, lắng nghe nè. Cái người mà họ thấy họ thực sự mà gần chết rồi đó, mà họ thấy khi mà chết là họ bị đọa lạc á, thì cái người này niệm Phật rất đắc lực. Còn cái người mà họ không thấy mình chết, họ thấy mình chưa chết, rồi họ còn suy nghĩ lo toan nhiều việc, thì người này niệm Phật rất khó. Tổ sư Ấn Quang nói này, lắng nghe nè. Ở trong trời đất này chúng sanh lo toan đủ thứ đủ việc, việc gì họ cũng lo. Nhỏ lớn lên đi học đi hành, rồi để là lập sự nghiệp, dựng vợ gả chồng cho con cái, làm không biết bao nhiêu việc. Mà riêng cái việc đại sự tử sanh chết rồi đi đâu họ không lo. Khi thọ mạng họ hết rồi bắt đầu họ mới quíu chân quíu tay. Lúc họ bắt đầu mới cuồng loạn lên, niệm câu Phật hiệu niệm không nổi. Đúng không? Niệm không nổi. Cái lời của Ngài nói đến đâu là thấy nó thấm thía đến đó quý vị à. Chúng sanh không có chuyện gì mà họ không lo. Lo tối mặt tắt đèn. Thế mà riêng cái chuyện sanh tử niệm Phật để vãng sanh, riêng cái tự chuyện mà tử sanh chết để mà về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết mà hết, họ không lo. Họ không lo thì sao? Lắng nghe nè, họ không lo thì sao? Thì cái lúc mà nó đến với họ rồi thì họ sẽ gì? Cuồng loạn. Khi nào đến? Có chừng ngày mai. Không sự thật, có chừng ngày mai. Riêng Ấn Tổ dán cái chữ tử trên trán phủ xuống đôi mày, thế mà sống 80 tuổi. Còn mình lo quá chừng, tổn thần tổn khí, lo quá chừng cuối cùng gì? Chết sớm mất. Vậy mà Ngài không lo, Ngài niệm Phật, vậy mà chuyện gì Ngài cũng thành tựu hết trơn. Trong bữa chúng tôi nói, có cái cô đó, cô nói quá hay. Cô cứ nói quá hay. Hỏi hay gì? Mình lo không bằng trời lo, mình tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Phật tính, thôi niệm Phật để Phật tính. Cái này Hòa Thượng Tịnh Không nói nghe. Tất cả những công việc của tôi là Phật tính Phật lo hết. Đời sống cá nhân của tôi cũng Phật lo. Người ta tới mời tôi đi Singapore, người ta tới mời tôi đi bên Hàn, mời đi Đài Loan, mời đi Úc, đồ đều là Phật lo Phật tính hết. Tôi không suy nghĩ đâu, tôi chỉ lo niệm Phật thôi à. Suốt ngày A-mi-tho-pho. Vậy mà Phật lo cái chuyện gì cũng xong. Còn suốt ngày mình tính gì mà mình tính, tính quá trời, tối ngủ còn la làng lên nữa chứ. Ôi không được không được, mất rồi. Phải không? Cái gì nằm mơ thấy đống vàng, đống vàng thấy người ta giật xong rồi mở mắt ra, cuối cùng thấy gì nữa trơn, la sùm hết trơn. Sống trong mộng, say trong mộng, ngủ cũng gì trong mộng, rồi chết trong mộng. Mộng là giả đúng không? Người niệm Phật từ từ ra khỏi mộng, tin không? Gá thân mộng, thân này là mộng. Đất nước giá lửa hợp thành xong rồi nó tan rã, nó là mộng à, như xương chớp à. Dạo cảnh mộng nè, cảnh này cũng là mộng à. Bãi bẻ nương dâu à. Cho nên cái người nằm mơ, người ta ngủ á, người thấy một giấc mộng, trong tâm họ quạt lên thấy đủ thứ đủ cảnh hết trơn, thức dậy cái mất. Thì Phật nói chúng sanh đang ở trong này tuy rằng 100 năm cũng như là một giấc mộng, giống như là trong giấc ngủ đó, mà chúng sanh không có biết à. Mà muốn tỉnh cái giấc mộng này thì bây giờ phải có cái giác chiếu. Giác chiếu bằng cách là niệm câu A Di Đà Phật. Thực sự mà mình muốn niệm Phật rồi không khó.
chỉ có cái mình không muốn niệm Phật, với hai nữa cái vọng tưởng nó nhiều quá và mình cứ đu theo cái vọng tưởng, mình thấy vọng tưởng nó là đúng, mình thấy vọng tưởng nó là giúp mình chứ không phải câu Phật hiệu giúp mình, cho nên mình niệm không được. Chứ thực sự mà mình muốn niệm câu Phật hiệu là không có khó đâu. Lâu ngày chài tháng thực sự 3 đến 7 năm là vô nhất tâm bất loạn, là sự nhất tâm rồi. Nếu mà kèm theo hơi thở nữa là tuyệt. Kèm theo hơi thở làm sao? Hít để nhìn tôi thấy nha. Hít vô A Di Đà Phật. Thở ra A Di Đà Phật. Nhất là cái lạy. Hôm bữa có một cái chỗ thiếu sót cái lạy là mỗi người phải sắm cho mình một cái miếng nệm. Miếng nệm giống như là để bên hông quý vị tối tụng kinh á. Cái miếng nệm như có mấy chục ngàn cái Sài Gòn có bán. Cái chân mình đứng trên miếng nệm đó để mình lạy xuống cái đầu gối mình, không có chấm xuống đất để nó đau cái đầu gối mình. Chuẩn bị bằng Phật thiệt là trang nghiêm. Cái công khóa của mình vô tu là cái chính là mình thắp đèn, thắp nhang. Hoa quả có sẵn rồi đúng không? Nước trong. Ở trong này hôm bữa dán nhang chỉ là lễ Phật uống nước cầm lồ á. Lễ Phật xong là có một ly nước uống. À đây có ai làm không? Giơ tay coi. Có ai làm không? Tốt quá. Sáng nào dán nhang cũng có một ly. Chiều 2 giờ rưỡi công phu đến 5 rưỡi là có một ly. Lấy cái ly trên bàn tổ bằng Phật á, rót ra một cái ly chứ không phải lấy bay ly bằng Phật uống luôn đi nghe. Nó phải cung kính nha. Rót ra một cái ly, mình chế nước vô trong đó, mở máy niệm Phật hàng ngày. Bữa nay mấy cô có máy niệm Phật nè. Ở trong này ai chưa có máy niệm Phật giơ tay coi. Trời sao nhiều quá vậy. Rồi ai chưa có chút nữa lên dán nhang cho trên hất ha. Ai có rồi để dành cho người khác nha. Cái máy niệm Phật để trên bàn Phật, cái tiếng niệm Phật cái gia trì trong nước, trong bàn Phật của mình suốt ngày có tiếng niệm Phật. Rồi làm gì nữa? Lễ Phật xong rồi lấy cái ly nước đó, mình làm sao được không một ly như vậy được. Rồi lúc mình uống là mình cảm giác là đây là nước cam lồ của Phật cho. Tâm tưởng sự thành khi tưởng nước cam lồ là gì? Nước cam lồ. Ngã quỷ thấy nước là gì? Máu thành máu. Tâm tưởng sự thành hết. Nhớ không? Uống vô một thời gian thấy khỏe mạnh, an vui. Bởi vì nước cam lồ mà. Giờ làm nha. Đến nỗi Ấn Tổ mà trì nước, Ấn Tổ mà trì đại bi trong nước mà cho người đó uống, trì đại bi trong gạo mà cho người đó nấu cháo ăn, vậy mà người ta tỉnh ra. Hay thiệt. Cho nên Phật Pháp mà chúng tôi nói cho quý vị không phải là mê tín dị đoan đâu. Tất cả đều do tâm tưởng sự thành hết. Mà nếu mà tưởng, nếu mà tưởng gì, tưởng thanh tịnh, tưởng Phật, tưởng mình niệm Phật á, thì Ấn Tổ nó giống như một tờ giấy trắng mà mình viết cảnh Phật, cảnh núi non đẹp trong đó. Còn nếu mà tờ giấy trắng đó mà viết cái cảnh địa ngục, cái người hì hộm, người xấu xí, viết những cảnh xấu ác, thì mình nhìn cái cảnh đó mình rùng rợn. Thì cái lúc ban đêm mơ mình thấy cái cảnh đó, và lúc chết mình sẽ thấy cảnh đó. Nghĩa là sao? Lắng nghe nè. Cái tâm của mình đầu tiên đó là bạch tỉnh thức, nó là thanh tịnh như một tờ giấy trắng. Mà mình vẽ cái cảnh trong này là cái cảnh sát trộm giam dối, mình vẽ cái cảnh ác trong này, tức là mình suy nghĩ là mình vẽ đó, mình suy nghĩ những điều xấu ác. Thì cái lúc mà lâm chung, cái lúc mà trong giấc mộng á, là nó hiện ra cho mình thấy. Rồi mình nhốt trong cái cảnh đó, rồi mình phải gì? Đọa lạc trong cái cảnh đó. Còn nếu mà mình niệm danh hiệu Phật, mình làm thiện, mình muốn về Tây Phương Cực Lạc, là mình vẽ những cái cảnh Phật, cảnh tốt trong đó. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ nằm mơ mình cũng thấy cảnh Phật. Rồi lúc lâm chung mình cũng được Phật đưa mình về cảnh Phật. Vậy muốn vẽ trong tờ giấy cảnh gì đây? Muốn để trong tâm mình cái gì đây? Nói cho rõ là muốn để trong tâm mình cái gì? Để câu Phật hiệu, để lời kinh, để trì chú đại bi, đúng không? Để những điều thiện. Thích những điều này không ạ? Cho nên cái lời trong văn sao Ngài nói rất sâu sắc mà rất biểu tượng, rất hình tượng, rất biểu tượng để cho mình hiểu. Về đọc, đọc tới đọc lui, đêm mà coi như là mình đọc được khoảng vài trang, 5-7 trang thôi. Rất an vui bởi vì là mình muốn niệm Phật mà Ngài nói để cho mình niệm Phật, cho nên nó đồng cảm. Hiểu chỗ đồng cảm không? Cũng như là mình mới lập gia đình nữa mà. Hai vợ chồng về cái thứ gì cũng đồng cảm hết trơn á. Bởi vì lúc đó thương yêu nhau, quý mến nhau, nhìn những điều tốt không, cho nên thành ra
ông chồng ông nói cái gì cũng kêu ok hết trơn á, đúng không? Nhưng mà đến cái lúc mà nó phiền não, nó không đồng cảm với nhau là nói cái gì cũng chẻ que hết á. Cái người mà không thích niệm Phật rồi, giờ họ ngồi đây mình đưa sách cho họ, họ thấy nó chán, trời ơi nó chán quá, nó không có đồng cảm mà, đúng không? Mà khi mà họ đồng cảm, họ thích niệm Phật vãng sanh mà họ ngồi đây họ nghe nữa thì thôi 3-4 tiếng không biết là gì, không biết cái mệt. Còn nếu không đồng cảm làm sao? Thầy nói hay lắm á, hay lắm, hay lắm. Hay mà cứ gật đầu hoài, ngủ lên ngủ xuống té gãy ghế luôn. Không, không đồng cảm là chịu à. Biết biết cái chuyện đồng cảm không? Đồng cảm không phải là đồng tình luyến ái đâu nghe. Đồng cảm đó là hai tư tưởng của người ta là khế hợp nhau. Hai tư tưởng người ta là gì? Gặp nhau. Họ là đồng cảm. Giờ lắng nghe, lắng nghe cái chỗ này nữa ha. Phải đem chữ chết, chữ chết này hay lắm, dán cho rũ xuống trán. Phàm khi những cảnh tham liếng đáng lẽ chẳng nên có mà lại hiện tiền, liền biết đấy chính là vạc soi lò than của chính mình. Sẽ chọn chẳng đến nỗi như con thiêu thân gieo mình vào lửa, tự đốt thân mình. Phàm với những chuyện thuộc về bổn phận nên làm, liền biết đấy chính là bè từ để thoát khổ của ta vậy. Quyết chẳng đến nỗi thấy việc nhân bèn nhường cho người khác, thấy điều nghĩa chẳng làm. Như vậy thì trần cảnh sẽ trở thành duyên để nhập đạo. Cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được? Cái này có người hỏi Ngài, bỏ hết điều thiện điều ác, không còn quan tâm gì hết. Ngài kêu không nên. Đủ duyên làm chuyện thiện làm ngay, đừng nhường cho người khác. Nhưng đừng phan duyên làm nha. Biết phan duyên không? Phan duyên là trong người mình không có tiền, không đủ điều kiện, đi vận động điêu kêu với rồi người ta không làm mình phiền não, rồi cuối cùng đi cúng dường đưa mượn tiền mấy chục triệu mấy trăm triệu không có trả, rồi cái bắt đầu phiền não. Đây gọi là phan duyên, đúng không? Cho nên mình tùy duyên, giàu cho việc thiện đó nhỏ nhặt cũng phải làm. Đừng từ chối một việc thiện nhỏ. Đó là cái duyên để mình tạo phước để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cần gì phải diệt sạch muôn duyên mới tu hành được? Có nhiều người họ nói sao phiền quá, làm thiện cũng phiền mà làm ác cũng phiền, rồi gì làm việc cho Tam Bảo cũng phiền. Chính ra không phải là việc nó phiền mà tâm mình bị phiền, đúng không? Tâm mình phiền não cho nên làm việc thiện cũng phiền luôn. Quá ngộ vậy ta, đóng cửa tu thôi, không có làm gì nữa hết. Vậy là gì? Không được. Ruồng bỏ muôn duyên, việc thiện của mình không làm, một cái núi thiện, một cái núi phước báu mình hưởng cũng hết. Mà hết phước rồi, quý vị biết cái người đó khổ như thế nào? Cái người mà hết phước rồi là đáng thương khổ, làm cái gì cũng thất bại, đến đâu người ta nhìn mình người ta cũng ghét. Hôm nay có cái chú ông ngồi ở trong này nè, ông lên ông nói thưa thầy, gia đình con bất hạnh đang khổ đau, vợ con nó biết cái thẻ của con, nó biết cái số mật mã, nó lấy tiền nó đi sạch đó luôn à. Bây giờ con với ba con, mà bây giờ ba con ông đang già, ông mang bệnh, ông mang cái bịch phân đường ruột, con khổ quá chừng khổ rồi. Hồi trước con cũng đưa vợ con lên trên thầy, con cũng tin tưởng, cuối cùng nó lừa con, nó lấy tiền nó đi hết trơn rồi. Bây giờ thầy có điều kiện giúp đỡ cho con, thì Giác Nhàn nói thì sao? Dầu cho Giác Nhàn đưa chú 100 triệu 1 tỷ, giúp đó là giúp cái ngọn. Ông già ông về ông chữa hết bệnh đi nữa, dầu cho hết bệnh đi nữa, cái nghiệp ông vẫn còn y nguyên, nó sẽ sanh ra cái bệnh khác. Nhân tiện này về nói thôi cha con mình buông buông duyên niệm Phật giảng sanh đi. Mình lừa họ, bây giờ họ lừa mình, thôi bây giờ mình chân thật niệm Phật đi. Đi làm thuê kiếm được đồng nào về có gạo ăn, cha đây niệm Phật. Cái điều này chúng tôi chứng nghiệm ông cụ. Cái năm 72 tuổi là coi như hết tiền rồi, truyền máu cũng không còn tiền chiên nữa. Thôi truyền lần này là truyền lần cuối nha ông cụ nha, xong rồi niệm Phật giáng sanh, ông kêu được. Nếu mà chú tin lời, mà không phải cái này tự Giác Nhàn nói đâu, trong văn sao chút nữa Giác Nhàn đọc cho chú nghe. Cái cô đó, cô gửi thư đó nói mẹ con bệnh quá, bây giờ làm sao, bạch thầy, thầy giúp con. Tổ nói bà với mẹ bà buông xuống muôn duyên, chân thật niệm câu Phật hiệu,
cái công đức trong câu Phật hiệu, một là bà hết bệnh, bà giảng, bà sống thêm, còn hai là bà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mầu nhiệm lắm, bà tin tôi đi, tôi không gạt bà đâu. Hôm nay chúng tôi nói cho chú đó chân thật niệm Phật với ba mình. Mình đợt trước cũng, mình đời trước á, mình cũng gạt vợ mình, mình làm những chuyện xấu ác, hôm nay gì nhân quả mình trả. Họ lấy họ mang đi rồi, mình còn câu Phật hiệu, ai lấy được câu Phật hiệu? Có cái ông đó, có cái ông đó hôm trước chúng tôi kể câu chuyện này mà thầy Nhuận Hậu ông nghe thấy ông thích. Ông già đó tới nhà người bạn nấu ăn, ông không biết niệm Phật, mà cái nhà người bạn đó là hay gần chùa mở Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Ông vừa nấu ăn, nấu chay cho người bạn thích ăn chay, ông quý người bạn cho nên tới ông nấu, cho nên cái nhà người bạn gần chùa cho nên cái mở Nam Mô Di Đà Phật, mở trong máy niệm Phật ông nghe. Không thích niệm Phật mà câu niệm Phật ở trong tâm của ông. Cái lúc đứa con nó gần mất rồi, nó bị bệnh nặng, nó nói ba ơi trong người ba con niệm Phật nhiều lắm, câu Nam Mô Di Đà Phật nhiều lắm, cha cho con đi, ca cha chỉ nói cho con là con chết về cõi lành liền. Ông cha nói cha đâu có niệm Phật đâu mà trong cha có Phật hiệu. Kêu có, con nhìn con thấy. Không biết cái linh tính đó làm sao. Cuối cùng cái ông kêu à, cha tới nhà người bạn nấu cỗ chay gần chùa, nghe chùa mở Nam Mô Di Đà Phật, cho nên hình ra trong tâm cha có câu Phật hiệu, bây giờ con muốn lấy bao nhiêu cha cho hết. Vừa nói vậy thằng nhỏ nó kêu ồ cảm ơn cha nghe, cái nó chết. Ấn Tổ nói cái ông này là vô tâm nghe câu Phật hiệu, thế mà vẫn có câu Phật hiệu trong tâm để cho đứa con khi đứa con chết. Ghê không? Còn mình là chú tâm, chủ tâm mà muốn niệm câu Phật hiệu cho gia đình của mình. Nếu gia đình mình nhận là công đức vô lượng, đang sống được an lành mà chết cũng về cõi lành. Chúng sanh không thấy câu Phật hiệu cái giá trị để tích lũy, để niệm, để mà cho người thân nhân, cho tất cả thân bằng quyến thuộc. Hay không? Hàng ngày đi làm kiếm tiền cực khổ muốn chết luôn, cho nó rồi đôi khi mà nó còn gì, nó không có tu thiện nữa, nó không có tích đức nữa, đôi khi cho mượn nó rồi cái gì nó thành thù oán nữa. Ghê không? Cho câu Phật hiệu là hay nhất thôi, khỏi phải lo. Chứ cho cái gì khác là coi chừng mình lo dữ lắm, ngủ không được ạ. Vì đã làm chủ được tâm chẳng chuyển theo cảnh thì trần lao chính là giải thoát. Tâm không trụ nơi chân tâm thì trụ nơi tứ thánh. Nếu mình không trụ nơi Phật cảnh, không trụ nơi chân tâm, mình trụ nơi gì? Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Mà không trụ nơi Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác thì trụ nơi người, nơi trời, hoặc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cái tâm của mình không trụ nơi Phật hiệu thì cũng trụ nơi niệm tham sân si, hoặc là những niệm thiện, niệm ác, không bao giờ nó để không. Nếu mà cái người mà trụ trên câu Phật hiệu thường xuyên rồi đó thì những cái khác tự nó tiêu mất hết, không trừ mà tự nó mất.